nhiều loại cua kiểng, nhưng mà chủ yếu mình hướng tới là cái dòng Hainan Cotamon Rumrum này. Đấy, tức là cái dòng cua càng cong. Bọn này thì có nhiều màu, nó khá là to. Và chủ yếu là màu sắc, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Về chăm sóc thì rất là đơn giản. Mọi người cứ nghĩ là cua nó khó, nhưng thực tế cua nó dễ hơn cả tôm, dễ hơn cả cá. Ngoài ra có những loại cua nhỏ nhỏ hơn như là Vampire, rồi những cái loại cua như là cua long neck chân dài chẳng hạn, Three Way Cotamon, rất nhiều loại. Nhưng mà mình chỉ hiện tại các tỉnh tập trung vào cái loại cua càng cao này thôi. Đấy, vì nó là cái loại mà có thể nuôi được với cá mà rất là lành. Đấy, và không hung dữ.